Hello, hôm nay sẽ đến cái ngôi làng của một cái vùng quê ở Cộng hòa Séc thăm một người em đang kinh doanh ở cửa hàng. Đây là cửa hàng Bala Salon Pochavini. Đây là một cái ngôi làng của một doanh nhân người Việt. Chào Nguyên. Em chào thầy ạ. Hello, chào em. Ok, chào Nguyên nha. Rất vui được thầy đến. Ok, Nguyên là một doanh nhân thành đạt và cả làng này có một mình em là người Việt, đúng không ạ? Dạ vâng. À, và chúng ta cùng vào tham quan. Cảm ơn thầy. Ok, vào tham quan một cái cửa hàng Pochavini của một người Việt ở Cộng hòa Séc. Đây, ok, công việc kinh doanh. Ngôi làng rất là đẹp và rất là hạnh phúc khi được đến làng của em. Đây là những cái sản phẩm nến thơm ạ. Nến thơm đúng không? À, của châu Âu. À, người Việt chúng ta giống như Nguyên cũng em đi sang đây từ lúc 15 tuổi đúng không? Vâng ạ. Nguyên sang đây từ 15 tuổi và một mình lặn lội xây dựng lên được một cơ ngơi như này và cả cái làng này. Nguyên là cái người Việt duy nhất sống ở đây. Tính nhà là bao nhiêu năm rồi Nguyên nhỉ? Em ở đây là 11 năm rồi. 11 năm. Các bạn thấy bản lĩnh không? À, và hy vọng rằng sau này còn có nhiều người Việt nữa sẽ theo những tấm gương như Nguyên. Đừng đòi tổ quốc đã làm gì cho ta. Và ngay cả khi mình sinh ra trong gia đình nghèo thì mình cũng phải chịu trách nhiệm trước cuộc đời của mình, chứ không việc gì phải đợi ai giúp mình cả, đúng không Nguyên? Bạn này là một triệu phú rất giàu có ở đây đấy. Phú đấy anh em. Vâng, đây chúng ta tham quan tương lai. Đây các bạn nhìn cửa hàng của Nguyên nhé. Vâng. Anh em vào thăm cửa hàng của Nguyên nhé. Ừ, cũng ấy nhỉ. À, góc cạnh nhỉ. Góc cạnh vết nhỉ. Góc cạnh đó. Lượng khách này là kinh đấy. Lượng khách này toàn Tây ha. Đây cửa hàng của Nguyên đây. Đấy là sinh viên tân đại học, học hai trường đại học rồi ạ. À, bây giờ hai trường đại học về sang đây đúng không? Hai trường đại học làm ở sân bay, anh thầy về là anh này check in đấy. À thế là à? Người làm ở sân bay Vật Hà đấy. À thế làm à? Làm sân bay Vật Hà nhưng mà vẫn xuống đây. Vậy là làm hai job à em? Thế em làm hai job. À thế hả? À? Ok. Và hy vọng hôm nào tớ ra sân bay gặp em nhé. Đúng rồi, nhìn cậu này quen quen hôm đấy, trước. Ok đấy, người Việt chúng ta buôn bán tốt không? Và đây trong đây là thầy. À đây nữa hả? Đây vào trong cửa hàng của Nguyên nữa nhá. Rất là rộng rãi Nguyên, tuyệt vời quá. Ô rộng quá nhỉ. Ô đây nó đấy. Đồ ăn cho đồ ăn của Tây. Chào em. Ok, em sang sang đây lâu chưa? Mới ạ. Mới ạ. Anh Nguyên đưa sang à? Vâng. Ok. Cậu cháu, cậu à? À ok. Cậu cháu của anh Nguyên à? Cháu của chúng Nguyên à? À. Đây là thức ăn của Tiệp đúng không? Thức ăn của người Séc đấy, người của người Séc, của người địa họ ăn này ha. Sao làm Thái ạ? Ừ, ok. Bánh mì. Nhà mình có bán này không nhỉ? Dạ không. Không bán à? Ừ. Và xe gì? Công chưa cần. Đâu, bên cái giấy. Ok và đồ ăn sẵn rồi tất cả mọi. Đây cũng là một cái tấm gương vượt khó và các bạn hoàn toàn có thể lên Facebook Hà Trọng Nguyên đúng không nhỉ? Dạ vâng. Bạn có thể lên Facebook Hà Trọng Nguyên để nghe anh Nguyên chia sẻ những câu chuyện làm ăn khởi nghiệp. Đây, kinh nghiệm. Đây. Wow, còn rộng nữa vậy cơ à? Trời ơi. Một cái supermarket. À chào cháu nhá. Cháu Việt Nam sang đây à? Việt Nam sang đây. Cháu Thanh Hóa luôn đúng không? Đúng, nghe giọng là biết Thanh Hóa rồi. Thanh Hóa nhiều thế, đi đâu cả Thanh Hóa? Đi đâu Thanh Hóa? Thế em sợ đi, đông kinh khủng luôn. Tỉnh 37,7 triệu dân thì chắc một nửa Cộng hòa Séc rồi. Em nghĩ chắc Thanh Hóa qua đây hết rồi. Ok, chào các bạn nha. Các bạn hãy cùng chúc vào trang Facebook của Nguyên. Nguyên có chia sẻ gì với cộng đồng Tần Nguyễn không? Em cũng qua cái trang của thầy thì em muốn gửi tới trang của thầy một lời chào thân ái, lời okay. Chúc sức khỏe và một năm mới tấn tài tấn lộc, vạn sự bình an. Ok, chúng ta cùng gửi lời chào và chúc mừng cho bạn Nguyên một năm mới tuyệt vời anh em nhá. Xin chào tất cả cộng đồng Việt Nam, chào tất cả các bạn. Chào Việt Nam.